Công tác thu hồi sổ hộ khẩu đã được tiến hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đối với 7 trường hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú và xóa đăng ký tạm trú. Công dân chúng ta thực hiện các cái thủ tục đăng ký cư trú, nó dẫn đến thay đổi những cái thông tin trong sổ hộ khẩu đó, thì cái cơ quan đăng ký cư trú đó có trách nhiệm sẽ thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp và thực hiện cái việc điều chỉnh cũng như là cập nhật những cái thông tin trong cái cơ sở dữ liệu về dân cư và sẽ không cấp mới cũng như là cấp lại cái sổ hộ khẩu. Thời gian qua, một số người dân có tâm lý băn khoăn, lo lắng sau khi sổ hộ khẩu bị thu hồi, làm sao để chứng minh thông tin về cư trú, đặc biệt là khi thực hiện các giao dịch về nhà đất, ngân hàng, trường học. Theo luật sư Hà Hải, tính đồng bộ trong việc loại bỏ yêu cầu về sổ hộ khẩu giấy là điều cần thiết nhất ở giai đoạn này, để người dân không gặp bối rối trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Tức là thống nhất trong việc là bắt đầu không sử dụng, không yêu cầu người dân cung cấp cái sổ hộ khẩu cơ học nữa. Thì như thế thì nó sẽ tạo nên một tâm lý chung là người dân người ta thấy rằng là ô giữ cái sổ hộ khẩu này thì cũng không có giá trị gì hết. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, tạo điều kiện cho cái lực lượng công an là cơ quan chức năng có thẩm quyền họ thu lại các cái cuốn hộ khẩu cơ học để mà họ phục vụ cái công tác số hóa, quản lý dân cư nó tốt hơn. Căn cước công dân gắn chip là giấy tờ pháp lý mà người dân có thể dùng để chứng minh hoặc xác nhận thông tin về cư trú khi làm các thủ tục hành chính, không cần sổ hộ khẩu. Đây là cái giấy tờ pháp lý duy nhất về cư trú để đi làm các thủ tục hành chính và không phải xin giấy xác nhận. Đấy, như vậy người dân có thể hiểu rằng là không có sổ hộ khẩu chỉ cần cái căn cước công dân gắn chip là đủ. Khi chúng ta chưa có cái căn cước công dân gắn chip thì có thể một số cái thủ tục còn yêu cầu là giấy xác nhận cái nơi cư trú thì lúc đó chúng ta mới thực hiện. Còn có căn cước công dân gắn chip rồi thì đó là cái giấy tờ về cư trú đầy đủ để người dân đi thực hiện các cái thủ tục. Cũng theo công an thành phố, người dân đã bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy trong trường hợp đăng ký thường trú có thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu nhưng chưa có căn cước công dân gắn chip. Người dân cần xác định cư trú khi giao dịch thì yêu cầu cấp giấy xác nhận cư trú. Giấy này sẽ được cấp trong 3 ngày làm việc. Đến nay, Công an thành phố đã tiếp nhận cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho 32.417 trường hợp.